Đúng rồi. Tức là khi mình sẽ nạp điện đấy, cầm tay chắc cắm hai dây cùng đồng thời cầm cao lên, không nạp xả phóng điện. Cắm cùng đồng thời cùng lúc. Rồi. Nó phản xả điện rồi tí là run thế. Rồi nhấc ra đi. Đó. Khi mà em thử em phải cắm đồng thời cùng một lúc vào, chứ không phải cắm cái chân trước và chân sau, thì nó sẽ tạo ra hiện tượng là phóng điện. Đây là cách thử nhanh nhất đến khi đến nhà khách. Mình trong trường hợp là đi làm quên đồng hồ là chuyện bình thường. Chuyện không có đồ để thay thế là chuyện bình thường. Đúng chưa? Thế bây giờ nếu như bạn ấy ngồi giữa cái mùa hè đang nóng lắng này, bây giờ mùa lại mở đồng hồ ra đo xem con tụ này sống hay chết thì con về đến tối luôn. Thế thì mình phải có cái tối thiểu đơn giản là mình có tụ khác để thay luôn đã. Nhưng mình phải hiểu là nếu như chủ nhà người ta bảo đấy, cái tụ này thì xác định như nào là chết. Thì em phải giải thích cho người ta được, một là dùng một đồng hồ đó. Hai là em vào đây là con tụ là của chú trong thử luôn chú này. Khi mà nó khỏe nó sẽ nổ kêu to. Thực tế luôn, những cái tụ của mình đấy, tụ của người ta thì tụ của mình sẽ nổ kêu to, tụ của người ta sẽ yếu rồi nó sẽ kêu nhỏ. Đấy là được lạp xả phóng. Vì mình học thực tế thì nó như thế nó mới dễ hiểu. Còn anh không dạy cho em trong tụ nó trong cái tụ đấy nó có cái gì đâu. Anh sẽ không bao giờ dạy đấy. Vì tại sao là bọn mình không học để sản xuất cho con tụ. Mà mình chỉ học là gì? Con tụ này nó như là sống như là chết, và cách thay thế của nó như thế nào để đạt yêu cầu. Đúng chưa? Chứ bây giờ để ngồi học trong tụ đấy có những cái gì đấy thì học đến mùa xuân sang năm cũng chưa xong. Mà nó cũng không thể quyết định được gì cả. Thế thì cái vấn đề là gì? Đi là biết được con tụ này là nó như thế nào là sống này như là chết này. Và cách thay thế. Thay thế nếu như trong trường hợp mà em đi làm mà nếu như trong trường hợp mà con tụ điều hòa đấy, nó ví dụ tụ điều hòa nó chạy là 25 mi dành cho máy 9000. Thế bây giờ nếu như trong trường hợp mà em đi làm mà trong tụ em chỉ có con 20 mi, hoặc là có còn chỉ có con 30 mi, có thay cho nhau được không? Có thay con nhỏ hơn được không? Nếu như trong trường hợp để xử lý tình huống này mà mình chỉ mang một con, trong cặp mình chỉ có con 20 mi mà trên máy nó là chạy 30 mi, đúng chưa? Anh nói đơn giản đi, là em chạy từ đây xuống sang cầu Thăng Long đi, mà đang giữa mùa hè nóng bức này, mà em cho bà em lại đi chạy đi mua tụ thì nó đến tối mất rồi. Thì con tụ 20 mi đấy nó vẫn giải quyết, nó vẫn chạy được, nhưng phải xả bớt ga đi. Nếu như trong trường hợp mà mai ngày kia người ta bảo em ấy chạy không mát thì em mua đúng một tụ như thế đấy, 20 hoặc 30 mi đến thay bổ sung cho người ta tí ga vào là xong. Tức là khi mình làm lúc đấy làm xong mình lấy tiền ok đã, khách vẫn có thể đáp ứng được lúc lọc mức, người ta vẫn chạy được, nhưng mà để lâu dài nó sẽ không chạy được. Thế là cái vấn đề này giải quyết tình huống. Đúng chưa? Nhưng nếu mà làm máy móc quá là em nhất định em phải cái này, em nhất định em phải cái kia thì không, chắc chắn sẽ không được. Chứ còn nếu như thay con 30 mi thì dòng nó sẽ thay đổi. Ví dụ em chạy con 25 mi thì dòng nó chẳng hạn nó chỉ là 3A thôi. Nhưng em thay con 30 mi đi lên thì nó sẽ là phải 3,3A. Hoặc lắm thậm chí có lên 4A. Đó. Nhưng mà thay cái số mi cao thì nó sẽ dùng áp suất nó lại lén lên cao thì cũng vẫn phải xả bớt ga đi. Đây là kinh nghiệm. Còn không có thì cứ cắm vào vẫn chạy được bình thường. Nhưng nếu mà thời điểm mà lắm qua độ quá, nó sôi cao quá, nhiều khi máy lại không chạy được, máy lén lại không hoạt động được, không khởi động được. Cái đấy thì lúc nào học về chuyên ngành thì anh sẽ đi sâu vào. Anh chỉ giải thích qua về cái phần tụ để cho em hiểu và em nắm được là cách thử như nào tụ sống và tụ chết, cách thử như nào để thay thế được nó cho nó vào. Đúng chưa? Thì là mình phải hiểu lúc nào. Tiếp theo nó chỉ có hai loại tụ, một là tụ phân cực và tụ không phân cực. Còn tụ hóa, tụ dầu với tụ lọc thì trong sách có rất là nhiều. Thì mình sẽ làm, mình sẽ triển khai dần dần. Bây giờ mình đến tụ phân cực, cầm tụ phân cực lên. Như thế nào, biết nào đâu là cực âm và đâu là cực dương? Có cái vạch trắng. Ừ. Thế nếu ví dụ trong trường hợp mà cắm lộn nó có vấn đề xảy ra gì không? Cắm lộn không phải nó hỏng con tụ đấy mà nó hỏng cả mạch luôn.
vì nó kích sai nó lổ cả tụ cả mạch luôn. Nên là yêu cầu trước khi thay thế là phải để ý phân cực âm cực dương. Còn nếu tụ xoay chiều, tụ không phân cực thì mình không cần quan tâm. Như là tụ phân cực trên mạch, như chân mạch em cầm trước mặt em ấy, thì em phải phân xác định rõ nó là đâu là âm và đâu là dương, cực âm và cực dương. Thế đọc trên thông số đây nó là gì? 100 mi 400 vôn. Nghĩa là con tụ nó sẽ là như thế nào? Không phải điện áp cao nhất. Tụ này nó đang ngược với hoàn toàn bên kia đấy. Đưa tụ đây. Bây giờ trên cái tụ này, cầm cái tụ đấy, nó ghi là 100 mi, 400 vôn. Tức là con này số mi kích của nó đã điện dung nó sẽ là 100 mi, đúng chưa? Và nó cho ra nguồn điện 400 vôn ổn định ở chân này. Chân này nó sẽ có 400 vôn nha. Chân này nó sẽ có 400 vôn, và cái nhiệt độ nó chịu đựng được tối đa là đến 105 độ C. Đúng chưa? Chứ không phải là nó điện áp tối đa là 400 vôn, mà nó ra ở cái chân điện áp này nó sẽ là 400 vôn. Nó khác với con tụ kia nha. Tức là điện áp 4 nó ổn định như này, tụ một chiều nó là tụ lọc và ổn định nguồn. Nguồn điện luôn luôn ổn định 400 vôn. Em có phải em chỉ có thể thay này, ví dụ là 200 mi, nhưng số vôn phải chuẩn, chứ không được thay lên 500 vôn. Nhớ nhớ nhá. Ví dụ như trong trường hợp em không có con 100 mi này, mà em có hai con 200 mi mà nó là ra 400 vôn, thì em có thể lắp được. Vì nó lọc ra điện áp tụ, càng cao điện áp càng ổn định, nhưng mà số vôn là chuẩn. Điện áp trên mạch người ta ký hiệu là cái yêu cầu nó là 400 vôn, thì em phải lắp làm sao đầu ra của nó được 400 vôn, chứ không để lắp một con tụ mà đầu ra 800 vôn đấy là vứt đi luôn, nó sẽ chết một loạt linh kiện đằng sau luôn. Trong trường có được học cái điều đó không? Không thể nào giải thích đúng không? Hiểu chưa? Con tụ em đang cầm nó là một số mi bao nhiêu? Con này 470 mi. 250 vôn. Tức là điện áp gì nó sẽ ra là bao nhiêu vốn? 250 vôn. Đúng chưa? Còn số mi như anh nói rồi, số mi có thể thay, em có thể thay, em bắt buộc em phải thay đúng số vôn. Số mi cao hơn cũng được. Cầm cái bo mạch lên để quan sát một lúc đi đã.